Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố đối tượng sát hại vợ bọc xác trong túi ni lông giấu dưới gầm giường. Bắt đạo trích gây ra hàng loạt vụ trộm tại bệnh viện. Bị tai nạn trên đường đến trường, nữ hiệu phó tử vong thương tâm. Tòa tuyên 18 án tử hình trong vụ mua bán, tàng trữ và vận chuyển 216 kg ma túy. Kinh hoàng số người thương vong ở Gaza vì xung đột Israel-Hamas. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Dân Trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1987, trú tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, về hành vi tước đoạt mạng sống người khác, theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo buộc, Tám là đối tượng gây ra vụ án sát hại chị Đặng Thị Hằng, sinh năm 1988, vợ Tám, rồi bọc thi thể trong túi ni lông và bao tải, giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Trước đó, người dân địa phương phát hiện một người phụ nữ không còn sống tại nhà vợ chồng Nguyễn Văn Tám, Đặng Thị Hằng, liền thông báo với công an. Nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Hằng, hung thủ gây án là Nguyễn Văn Tám, chồng nạn nhân. Báo điện tử VOV thông tin, lợi dụng đêm khuya, các bệnh nhân và người nuôi bệnh ngủ say, không cảnh giác, đối tượng đã lẻn vào lấy trộm điện thoại và tiền rồi tẩu thoát. Với hành vi trên, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Trần Trọng Tiến, sinh năm 1983, ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá vì hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an thành phố Rạch Giá nhận được tin báo về việc tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, kẻ gian đột nhập vào các phòng bệnh lấy trộm nhiều điện thoại và tiền mặt với tổng trị giá khoảng vài chục triệu đồng. Sau một thời gian khẩn trương xác minh, điều tra, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá đã xác định rõ thủ phạm của các vụ trộm trên chính là Trần Trọng Tiến nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận y vừa chấp hành xong án phạt tù, không có việc làm, vợ lại bị bệnh nan y, do túng thiếu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Vào đêm khuya, Tiến lén lút đến các phòng bệnh, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân, người nhà trong lúc ngủ say để trộm cắp tài sản. Thông tin từ báo giao thông cho biết, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại quốc lộ 70 thuộc thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, khiến một nữ hiệu phó tử vong trên đường đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, xe máy do chị Đặng Thanh Hát, tên viết tắt, sinh năm 1981, trú tại thành phố Yên Bái điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 70 đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 21BA054XX, chưa rõ danh tính người điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến chị Hát bị ngã ra đường đúng lúc xe tải đi cùng chiều đi tới. Tình huống bất ngờ, tài xế không xử lý kịp, chiếc xe đã cán trúng chị Hát. Hậu quả chị Hát bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân đang là hiệu phó trường tiểu học và cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đang trên đường đến trường thì xảy ra vụ tai nạn giao thông đau lòng trên. Theo báo Tiền Phong, vừa qua phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 22 bị cáo trong vụ án liên quan 216,3 kg ma túy. Hội đồng xét xử đã tuyên án. Bản án đã tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Hồ Vũ, sinh năm 1987, trú tại Cà Mau; Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1988, trú tại Cà Mau; Li Tian Quang, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc; Kim Xuân Xích, sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc; Kang Seon Hak, sinh năm 1993, quốc tịch Hàn Quốc, cùng với 13 bị cáo khác, tuyên tù chung thân đối với 3 bị cáo và tuyên phạt một bị cáo 15 năm tù. Các bị cáo phạm về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, liên quan 216,3 kg ma túy. Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, các bị cáo kêu oan nhưng căn cứ vào biên bản, tài liệu chứng cứ có trong vụ án. Hội đồng xét xử có căn cứ xác định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 216,3 kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt. Bị cáo Lê Hậu Vũ là người có vai trò chính, người chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất, các bị cáo còn lại là người thực hiện và giúp sức tích cực cho Vũ. Theo cáo trạng, trước đó, cơ quan chức năng khám xét xe container đang làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc tại cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện trong các kệ đá hoa cương xếp trong container gần 40 kg ma túy.
Mở rộng điều tra, công an xác định các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216,3 kg ma túy các loại. Báo Tiền Phong cập nhật, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân trách nhiệm trong vụ tai nạn lao động làm 3 người tử vong ở đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, UBND thành phố Phan Thiết tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định. Kết quả có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14 tháng 11. Đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND thành phố Phan Thiết khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần đối với gia đình người bị nạn. Trước đó, tại công trường xây dựng thi công tòa nhà 7 tầng tại khu đô thị Phố Biển trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Vào khoảng thời gian trên, nhóm 4 công nhân, 3 nam 1 nữ đứng trong thang lồng để được dây tời kéo lên tầng cao thì dây tời bị đứt, làm chiếc thang lồng rơi tự do xuống đất. Hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Nguyễn Văn Ích, tên viết tắt 69 tuổi, ông Bùi Ngọc L, tên viết tắt 62 tuổi, bà Nguyễn Thị T, tên viết tắt 45 tuổi. Cả 3 nạn nhân đều ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Lên mạng tìm dịch vụ tình một đêm, người đàn ông ở huyện Thanh Chương, Nghệ An đã bị các đối tượng dẫn dụ lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Cụ thể, báo Vietnamnet thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng. Theo trình báo của anh PGT, tên viết tắt, sinh năm 1990, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ngày 6 tháng 11, anh lên trên mạng xã hội để tìm tình một đêm. Sau khi tương tác, anh T được một người tự xưng là Lan Hương, thành phố Vũng Tàu, liên hệ và nhắn cho anh số điện thoại để tiện giao dịch. Anh T liên lạc qua số điện thoại thì được cho vào một nhóm Telegram. Trong quá trình thực hiện, đối tượng lừa đảo đã đưa anh T vào nhóm thực hiện các nhiệm vụ để được cấp thẻ VIP, nhận nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ với các người đẹp. Người đàn ông này đã thực hiện 6 nhiệm vụ theo hướng dẫn của người quản lý. Mãi miết cho tới khi đã chuyển tổng cộng 560 triệu đồng, anh T mới sực tỉnh ngộ. Biết mình bị rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, nên anh T đã trình báo cơ quan công an. Báo Công an Nhân dân đưa tin, vừa qua Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HVD, tên viết tắt, sinh năm 1989, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, với số tiền 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian vừa qua, ông D sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, thường xuyên đăng tải các bình luận có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, chế độ, xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan công an, ông HVD đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và làm cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ các nội dung bình luận tiêu cực nói trên. Nguồn tin từ báo Lao động, đại diện công an xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong. Thông tin ban đầu từ công an xã Nhân Hòa, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực tái định cư Nhân Hòa. Thời điểm này, xe máy biển kiểm soát 18H1-318XX va chạm với xe máy biển kiểm soát 15K1-470XX đi chiều ngược lại. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an xã Nhân Hòa đã có mặt cùng người dân đưa hai người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong. Hai lái xe đều là nam giới, danh tính các nạn nhân đang được xác minh, làm rõ. Báo Người Lao Động đưa tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng các lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, một người điều khiển xe máy khi đi đến vòng xoay Đức Mỹ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì bị một xe tải chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường. Được biết, đây là khu vực lắp đặt hệ thống camera giao thông, camera giám sát nên lực lượng chức năng đã trích xuất camera để điều tra vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng Cao Vũ Trọng, sinh năm 1990, trú thành phố Đồng Hới về hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Đức Long, sinh năm 1997, trú thành phố Đồng Hới, Thái Minh Khoa, sinh năm 1999, trú huyện Tuyên Hóa về hành vi đánh bạc. Báo Vietnamnet cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1 tháng 8 đến nay, Cao Vũ Trọng lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá.
từ tài khoản của mình, Trọng chia thành 4 tài khoản cấp dưới và cấp cho Long 1 tài khoản, Khoa 3 tài khoản. Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với số tiền gần 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Khoa dùng tài khoản của mình tiếp tục chia thành 3 tài khoản khác để đánh bạc. Số tiền đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng là hơn 13 tỷ đồng. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong diễn biến xung quanh xung đột Israel-Hamas, quan hệ giữa Nga và Israel từng được coi là bền chặt, hiện đang bị thử thách vì những khác biệt trong quan điểm đối với hai cuộc xung đột lớn. Một là chiến sự Nga-Ukraine, hai là giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza-Palestine. Cụ thể, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn tin theo tờ The Times cho biết, quan hệ Nga-Israel có xu hướng ngày càng xa cách kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, giới chức Israel đã luôn tránh đề cập xung đột Nga-Ukraine, tuyên bố giữ thế trung lập và không hưởng ứng việc thực hiện các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga. Tiếp đó, quan hệ Nga-Israel càng thêm ảm đạm từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Cụ thể, sau khi xung đột nổ ra, Nga đã mời các quan chức Hamas thăm Moscow. Theo hãng tin RIA Novosti, đây là nỗ lực của Moscow nhằm kêu gọi Hamas thả những con tin mà tổ chức này đã bắt giữ từ hôm 7 tháng 10. Theo The Times, động thái trên của Nga đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Israel. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình hình số người Palestine thiệt mạng ngày càng tăng ở dải Gaza, được cho là đã lên đến hơn 11.000 sau các vụ ném bom kéo dài 5 tuần của Israel. Israel đang phải đối mặt với ngày càng nhiều sự phản đối, cũng như lời kêu gọi kiềm chế trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng qua với Hamas. Dù vậy, Israel vẫn kiên quyết cho rằng các chiến binh Hồi giáo Hamas, những kẻ tấn công nước này hôm 7 tháng 10 và bắt giữ các con tin, sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái chuẩn bị lực lượng. Theo các quan chức Palestine, 11.078 cư dân Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Bộ Ngoại giao Israel báo cáo cho biết khoảng 1.200 người nước này đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, cùng với đó là khoảng 240 người bị Hamas bắt làm con tin. Ngoài ra, 39 binh sĩ Israel đã bị thiệt mạng trong chiến đấu. Báo viên Express thông tin thị trấn gần thủ đô Ireland được sơ tán trong đêm sau khi hàng trăm đợt chấn động địa chất được ghi nhận, gây lo ngại phun trào dung nham. Cụ thể, giới chức Ireland vừa qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bán đảo Raisanet phía tây nam nước này sau khi ghi nhận khoảng 500 đợt chấn động địa chất đáng kể từ đêm 10 tháng 11 đến sáng 11 tháng 11. Đây có thể là tín hiệu một vụ phun trào dung nham sắp xảy ra trong vùng Sanju Kagia của bán đảo. Thị trấn Grindavik cách vùng núi lửa gần 3 km về phía nam với khoảng 4.000 dân đã được lệnh sơ tán trong đêm. Grindavik cách thủ đô Reykjavik khoảng 40 km về phía tây nam. Khu nghỉ dưỡng và khu du lịch Blue Lagoon trong vùng đã được đóng cửa từ đầu tuần để tránh rủi ro. Nhà máy điện địa nhiệt Svasenki, cơ sở cung cấp điện và nước chủ lực cho khoảng 30.000 cư dân trên bán đảo Reykjanes cũng nằm gần thị trấn Grindavik. Ireland là quốc gia có nhiều núi lửa đang hoạt động nhất châu Á, với tổng cộng 33 địa điểm được theo dõi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.